tin vui, khai trương nhà hàng đẹp nhất San Jose ngon và giá rẻ, nhà hàng Sizzling Plate Bò Né, khai trương thứ tư ngày 1 tháng 10 với món bò độc đáo hấp dẫn vừa ăn vừa né, ăn một lần không thể nào quên. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ nhà hàng Bò Né Sizzling Plate trong suốt tuần qua. Nhà hàng Sizzling Plate Bò Né mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, địa chỉ 1615 Mackie Road giữa Milacai và chợ Football 99. Điện thoại 408-926-1060, 408-926-1060. Nhà hàng Bò Né number one.